không, từ từ bảy nó giăng vô cái mặt liền. Đưa đây về bài cho biết rồi. Biết đeo, sao đeo, đeo vô biết sao là rồi nó giăng nó vô cái mặt sao. Ủa, đeo vô, đưa đầu hàng vô trước này. Chúc trời ơi, đó thấy chưa, thấy chưa, 20 kg đó, đó thấy chưa, chỉnh chặt lại đây đây bài vô đó. Điều bị nở. Đưa đây về bài cho. Hai cái này này vô cái cổ tay này, nó bắt đầu nắm chặt luôn hai cái luôn, biết chưa? Nó bẻ lại. Mình muốn để xuống cũng được, xuống này để vô. Chưa? Con phải nắm chặt hai cái này nè, con bẻ lại. Chứ con nắm một bên con thấy là nó đưa vô cái mặt con á. Rồi làm thử lại coi. Thử rồi. Lấy hai lực hai cái tay vô đó. Thả ra. Không cần giữ lâu đâu, hai tay đàng hoàng. Đứng thẳng lên, không cần cong đâu. À, vậy mà đòi được 30 kg. 30 kg phải cười. Kê, sao mày chờ kê? 30 kg bị gì cười, nằm xuống cái vậy. Dạ, yeah, chờ. Không có kê, kê nó sẽ không có ăn vô cái ngực, cái cơ ngực nó không săn chắc. Thay thôi, không chắc đâu. Vừa 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 cong lại. Vừa thấy không? Không có cái dây đó là xong rồi thấy không? Là bắt buộc là phải đeo cái dây đó vô. Đó.